Đây là mặt trước của căn nhà. Ở phía trước nhìn đẹp á. À, cao ráo đẹp. Với lại ở phía trước là cũng rộng ha. Nhưng mà cái phía sau thì nó hơi bị hẹp. Nhưng mà phía trước thì nhìn rộng rãi. À, đẹp á. À. The listing agent said that they're helicopter pilots, so they got. Come on up this way. So one bedroom down here. One bedroom. No, there's some on the other side. Yep.
next to the garage. Have a two-door garage, right? Yep, two-car. Let me turn that on for you. Two-car garage. Looks like they left some some storage cabinets for you. And then I think you can open that. I think that goes just to the outside. Oh, I'm sorry. It was three car. Sorry. Yeah, so you actually do have a car. So one here, and then two here. So pretty good size. Xây năm 2006 là bữa nay 14 năm rồi. 14 năm rồi. Cái thảm này thấy hơi cũ dơ. Vô nếu mà mua nhà này vô thì phải thay thảm này. Chứ cái thảm này hơi dơ. Cũ dơ. Này là cái giặt đồ không giặt. Vậy là cái này là nó nằm cái nhà này nó nằm một ở dưới cũng dưới hầm. Nhà này nó nằm thuộc ở dưới hầm. Ở chỗ này mình nhìn giống như hai cửa nhưng mà nó chỉ có một cửa thôi. Nhìn này giống như hai cửa. Cái nhà này phía trước nhìn đẹp nhưng mà bên trong thì nó hơi bị cũ. Cái này hai cửa gara được 3 xe rồi. Cái này là người ta lắp đá vô nữa nè. Nhìn đẹp á. Để xem. Dạ, 350 hả? Không, ở ngoài thì nhìn em thấy đẹp á, nhưng mà bên trong thì nhìn nó cũ. Các cái phòng ốc thì nhìn cũng được đi, nhưng mà tại vì lâu rồi, mười mấy năm rồi. Nó cũng hơi cũ rồi. Năm 50.000 đúng không? Wow, đất giường cũng nhiều lắm đó nha. Lên đi. Hả? Đất giường nhiều ha. Mãi chỗ. It is belong to this house too.
ở phía sau mình thấy nó nhỏ miếng đất chút xíu à, nhưng mà xung quanh rộng quá trời luôn, rộng lắm luôn. Bye.